Mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Trong thời gian vừa qua thì bên Cốc Cốc Audio chúng em nhận được rất là nhiều những cuộc điện thoại mà quý vị và các bác chúng ta yêu cầu là bên em làm video. Bên em làm video và hát test thử giữa một cặp loa và siêu chép. Giữa một cặp loa và gắn siêu chép vào đó thì xem thử là nó có hú zin mic hay là không. Thì hôm nay em sẽ chọn dòng loa siêu chép mạnh nhất quý vị nhé. Dòng loa siêu chép này thì nó là 400W và trở kháng là 8 ohm. Đó chính là dòng loa siêu chép JBL ST200. JBL ST200 này thì 400W và trở kháng là 8 ohm các bác nhé. Dòng loa siêu chép này thì nó chính là dòng loa siêu chép mặt cười Mexico 400W 8 ohm ST200. Vâng, với cặp loa siêu chép này thì 400W thì nó cũng sẽ mạnh hơn những dòng loa siêu chép ở trên thị trường rất là nhiều. Ở trên thị trường thì thường thường là sẽ có những dòng loa siêu chép mà chỉ có 200W thôi. Đấy, chỉ có 200W thôi mà nhiều bác là chúng ta mua những cặp loa siêu chép trôi nổi trên thị trường về là chúng ta chỉ nghe nhạc được thôi. Và nghe nhạc thì rất là đau tai và có những tiếng ve ở trong tai của chúng ta nghe rất là khó chịu. Đấy. Và các bác đã gọi điện về bên em và có yêu cầu và nhiều bác là có nhờ. Đấy. Nói chung là có nhiều bác thì cũng rất là lịch sự. Đấy. Các bác nhờ em là làm test thử một video mà hát trên nền nhạc mà đã kết nối siêu chép. Đấy. Để xem thử là nó có hú zin mic hay là không. Và cái tiếng của nó có bị vỡ. Và nghe nó có bị xé tiếng hay là không. Thì trong video này của ngày hôm nay em sẽ test thử cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng cảm nhận quý vị nhé. Đấy. Đây là cặp loa siêu chép JBL ST200. Đấy, mặt cười. Và cặp loa siêu chép này thì chưa kết nối vào quý vị nhé. Như hiện tại bây giờ là đây, chúng ta đang nhìn ở xa xa đây. Thì cặp loa siêu chép này là em chưa kết nối vào. Em sẽ mở nhạc của cặp loa JBL KI512 trước. Em sẽ mở nhạc cặp loa JBL KI512 ba đường tiếng này trước quý vị nhé. Xong là sau đó thì em sẽ kết nối cặp loa siêu chép này vào để quý vị và các bác chúng ta cùng nghe thử và chúng ta cùng cảm nhận. Sau đó thì em mới hát test thử quý vị nhé. Sau đó em mới hát test thử. Như hiện tại bây giờ là siêu chép là em chưa kết nối các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ cố định điện thoại lên. Đấy, cố định điện thoại lên và sau đó em sẽ mở nhạc lên các bác nhé. Bây giờ em sẽ mở nhạc lên. Bây giờ là chưa có siêu chép quý vị nhé. Nhận được tin báo em lấy chồng, bỗng khoáng nhìn cánh thiệp buồn không. Hai năm sương gió tận miền xa, mấy lần hồi âm vắng tin, ngờ đâu giờ em đến xe hoa. Vì thời gian xóa tan hết rồi, bao nhiêu lời ước hẹn đâu môi, không mang theo kỷ niệm buồn vui. Rằng tình ta thế thôi thì đâu còn ước mộng xa vời. Cái này em đã kết nối loa siêu chép quý vị nhé. Lòng mình tan nát rồi.
mà em chưa kết nối siêu chép, và khi mà em kết nối siêu chép rồi thì quý vị và các bác chúng ta có thể thấy cái sự khác biệt rất là lớn đúng không ạ, khi mà có siêu chép và không có siêu chép. Đấy, bây giờ em sẽ hát test thử nhé quý vị nhé. Đấy, bây giờ em sẽ hát test thử nhé. Mình 1 2 3 4 5 6 7. Như hiện tại bây giờ là em đang kết nối loan siêu chép quý vị nhé. Tại bây giờ là em đang đứng rất là gần siêu chép luôn. Em một cánh tay để quý vị nhé. 1 2 6 7. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đến ngày cách trở trời xa xôi đôi đường. Người ơi, về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhắn đôi lời dẫu xa muốn chúng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên người đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoại vẫn lâu chiều nay. Nguyện đẹp duyên nhau dài lâu, xa rồi còn đâu. Em ơi chờ anh về, dù cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào chẳng thề hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chắc em đã bao thu rồi, vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi dương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vẫn trắng soi dòng hương, núi cử còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Hiện tại là em đang đứng rất là gần loa siêu chép quý vị nhé. Đấy, không hề có tiếng hú xịt gì cả. Siêu chép ra thì các bác có thể thấy là những cái giải cao. Đấy, những cái giải cao, những cái giải siêu chép nó đã mất đi. Bởi vì là em đã rút dây của loa siêu chép ra rồi.
Với cặp loa siêu xem này thì hiện tại là bên Cốc Cốc Audio chúng em là đang để quý vị và các bác giá là 2.500.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Đấy. Và cặp loa siêu xem này thì quý vị và các bác chúng ta hát karaoke, chúng ta nghe nhạc, chúng ta hát karaoke thoải mái, chúng ta karaoke không hề bị hú rít mic quý vị nhé. Đấy. Còn những dòng loa siêu chép trôi nổi trên thị trường thì cái đó thì bên em không kinh doanh. Thì cái đó thì các bác chúng ta trải nghiệm và các bác chúng ta nghiên cứu. Đấy, các bác tham khảo thêm. Còn đây là những dòng loa siêu chép JBL ST200 mặt cười. Kể cả những dòng loa JBL ST200 bản mặt thường bên em cũng vậy. Những dòng loa siêu chép bên em toàn là những dòng loa siêu chép hàng bãi xịn. Đấy, hàng bãi sách tay, hàng tuyển chọn và hát karaoke không hề hú rít mic quý vị nhé. Đấy. Quý vị và các bác yêu mến và ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển, hoặc các bác để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.